ai trong chúng ta cũng đều ao ước có một làn da sạch khỏe, không mụn. Để có một làn da như vậy, điều cần thiết nhất là phải làm sạch da. Bên cạnh dùng các loại nước tẩy trang để làm sạch bụi bẩn, thì sữa rửa mặt là sản phẩm không thể nào thiếu. Trong vô vàn sản phẩm sữa rửa mặt trên thị trường hiện nay, thì dòng sữa rửa mặt rau củ Hàn Quốc đang làm mưa làm gió. Hãy cùng shop giúp bạn trẻ đẹp tìm hiểu về dòng sản phẩm chính hãng này nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Sữa rửa mặt rau củ có nguồn gốc từ Hàn Quốc, thuộc thương hiệu Bevise Wonderbath, là nước dẫn đầu về nền công nghiệp mỹ phẩm trên thế giới. Những sản phẩm từ quốc gia này luôn có chất lượng cao và được rất nhiều chị em phụ nữ trên toàn thế giới tin dùng. Đây chính là bí quyết để có làn da đẹp. Đồng thời với sự kết hợp giữa các loại rau củ tự nhiên, đem đến 3 tác động là làm sạch da, mặt nạ thải độc và điều trị mụn. Ngoài ra, nó còn cung cấp dưỡng chất, độ ẩm để nuôi dưỡng làn da trắng sáng, mịn màng, mang đến một làn da tươi trẻ. Đây hứa hẹn sẽ là xu hướng dẫn đầu trong xu hướng sữa rửa mặt hiện nay. Khi mới sử dụng, cảm nhận đầu tiên là sản phẩm có dạng gel khá đặc, có mùi thơm rau củ rất dịu nhẹ và dễ chịu. Sản phẩm tạo ra rất nhiều bọt nên sẽ có công dụng làm sạch da khá hiệu quả. Sau khi rửa mặt xong cảm giác da được khô thoáng, dễ chịu và thấy da mặt rất mát và mềm mịn. Sản phẩm sử dụng được hầu hết các loại da, kể cả những làn da nhạy cảm cũng có một sản phẩm dành riêng đó là loại màu xanh. Trong quá trình sử dụng thì không có cảm giác đau rát, châm chích hay có bất cứ cảm giác khó chịu nào. Sữa rửa mặt rau củ hoa quả hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán sữa rửa mặt rau củ hoa quả hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.